1 tỷ 10 cái nữa. Với lời nói đầu tiên, Kim Tiểu Long xin chào tất cả bà con cô bác, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Năm mới chúc cho tất cả bà con an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, gia tràn đầy, hạnh phúc. Lì xì cho một tràng pháo tay thật lớn nữa bà con ơi. Cảm ơn rất là nhiều. Bé Ly đang đợi lóng chày là lấy chồng. Thôi đi ơi, ở vậy tu luôn cho rồi đi con ơi. Chứ lấy chồng chi mà mất công đẻ răng bày ly con, có chút ép rồi ba giữ ba mệt lắm. Thấy không? Rồi thôi giờ cho đi xuống dưới để mấy cái con này nó cắn nè. Ok rồi, thôi bye bye khán giả đi, hôn gió đi. À rồi, ẩm em xuống đi. À. Ôi nàng ơi. Gái đôi nhịp cầu. Gái đôi á nhịp cầu. Ôi có tiếng đang xuống. Tàn nát tim mẹ. Tại sao tàn nát? Một lần lớn sẽ quá là đẹp lòng mẹ cha. Cho trận chiến đôi ta cách ngăn từ đây. Là con 16. Con 16. Con 16. Con 16. Con 16. Con 16. Do hàng 2. Do hàng 2. Con hai gì ra, con hai gì ra, con hai gì ra, con hai gì ra. Cái đầu nhám nhám. Cái đầu nhám nhám. Đúng rồi. Gắt vô. Con 28. Con 28, con 28, con 28, con 28, con 28, giò hàng năm. Con năm gì ra, con năm gì ra, con năm gì ra, con năm gì ra. Thôi thôi nàng ơi. Gái đôi nhịp cầu, gái đôi thơ nhịp cầu. Nàng trời ơi có thâu, đau xót cho em. Đau nữa hả, chỗ nào? Bắt em hàng tiểu đi hoài. Số mấy, ra số mấy. Kháng câu chốt đi. Nàng lên xe qua bởi do mẹ cha. Là con 50. 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 Do hàng năm. Con năm gì ra, con năm gì ra, con năm gì ra, con năm gì ra, con năm gì ra. Không nơi đường nào. Con nơi đường nào. Con 40. Con 56. Con 56. Con 56, con 56, con 56, con 56, do hàng 1. Do hàng 1. Con số mấy? Thua. Tôi kể người nghe. Đời lãng và đẹp một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mong mơ đem viết thành bài ca. Gọi là con 19. Con 19. Con 19, con 19, con 19, con 19, con 19, do hàng 4. Con 4 gì ra, con 4 gì ra, con 4 gì ra, con 4 gì ra. Chúc anh đài là gái giả trai. Con 42. Con 42, con 42, con 42, con 42, con 42. Cái đầu nhám nhám. Cái đầu nhám nhám. Do hàng 8. Là con số 8. Là con số 8. Có ai kinh chưa, có ai kinh chưa, có ai kinh chưa. No. Mà thiệt đó nha. Do hàng năm. Do hàng năm. Cam gì nữa đây. Nàng lưu kim đính. Nàng lưu kim đính. Gì. Còn 59. Chưa nữa hả. Chết là mẹ của quên. Vâng cô bác anh chị còn dồi lượt 2 nữa nha. Giữ nguyên tờ lá vé cô bác anh chị. Còn 59 là lá cờ kinh. Em trai. Hồi tối giờ có kinh chưa? Mày có kinh tao bỏ tao chạy. Vâng, ký hiệu 382 đúng dòng loại 59 chúng em vừa kêu ra.